nếu anh em mua gậy tại Magic Shop vẫn được thử thách 10 bi ở ngang bàn, một cơ hết bàn là các bạn sẽ được hoàn lại 100% số tiền đã mua gậy, bất kể giá trị gậy là bao nhiêu đi chăng nữa. Vâng, anh Nguyễn Phúc Long thì đang gậy dùng gậy Pichauer các bạn ạ, một dòng mộc thủ công của Mỹ.